đang bắt đầu di chuyển. 47 giờ, tôi không muốn trễ hẹn. Xe đi đến đâu rồi? Đường đang tắc, chúng tôi đang xử lý. Toàn đội, triển khai phương án B. Hàng chưa đến. Đang phổ biến. Tôi nhắc lại, tôi không muốn trễ hẹn. Còn đồng chú ý, phương án C.